Xin kính chào quý cô chú anh chị em, mình trở lại kênh YouTube Linh Bonsai. Thì hôm nay em Linh chia sẻ với cô chú anh chị em mình cái giống mai cúc phượng bên vườn nhà em ha. Thì hôm nay thì cái cây này thì nó được một mùa rồi. Thì hôm nay em thấy cơ bản là nó đang lên chuỗi rất là nhiều nè cô chú anh chị ha. Đây. Thì cái cây cúc phượng mình nếu mình xử lý đúng phân thuốc nó thì cây nó sẽ lên chuỗi tốt nha cô chú anh chị ha. Em thấy cái cây này thì nói chung là cây nó non mùa mà em xử lý phân thì cũng cơ bản nên là thấy nó có lên chuỗi nè cô chú chị, hầu như là cái cây này lên thấy cũng khoảng mấy chục phần trăm á, cô chị mình thấy nó lên chuỗi nè. Thì cái độ phát triển của cây cúc phượng là thứ nhất là nó đã phát triển tốt rồi, nó được một vài cái chuỗi nữa thì nó rất là đẹp luôn cô chú chị. Cây này ra đều chuỗi luôn cô chú anh chị, như kiểu cái bông xài rất là đẹp luôn, này mà lặt được ngay cái tết một cái hay là nó ra đều gan luôn. Thì cái cách xử lý phân thuốc thì từ em sẽ chia sẻ với cho cô chú anh chị mình sao ha. Thì cơ bản thì em chỉ cho cô chú anh chị mình xem cái nguồn giống bên vườn nhà em ha, nó rất là chuẩn. Rồi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây ha. Thì nói chung cái clip này em cũng chia sẻ về cái giống mai cúc phượng này thôi ha cô chú anh chị ha. Rồi còn chi tiết thì cô chú anh chị mình có cần giao lưu giống thì cứ liên hệ trực tiếp bên chỗ nhà vườn em qua số điện thoại 0966993277 nha ha. Đây, giống chuẩn ra chuỗi cúc này mà nó đậu bông hết cái nhìn đẹp, rất là đẹp luôn. Cây này mới mùa. Rồi thì em xin kết thúc clip em tại đây nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình những clip tiếp theo nha.